á, thì sang ga mà nói phải trái với chị rồi á, thì cũng thể là nhận sang ở lại ở đây là làm phụ nuôi con của sang cũng như là cháu của chị luôn. Không, không nhớ đó. Chứ nhất quyết là không chớ luôn á. Không bao giờ tôi chớ. Anh nói mà Ngọc không bao giờ bạn nhân nỉ tôi nhận không nhớ luôn đó. Rồi bây giờ nguyên gia đình bên kia qua qua năn nỉ luôn rồi sao? Năn nỉ là tôi nói là nhất quán. Năn nỉ tôi bỏ là đa nội nó rồi nhìn tới đây nó không không mến mình đâu nữa. Không có năm luôn luôn. Thấm đồng ý cho Sang ở đây lo con Thấm. Đó kìa. Dạ, Thấm chịu kìa. Mày ở đó mày đang đi đâu? Tao nói thằng với mày á. Mày con tao nhất là mày mong mà lại mày không mày lại đâu đâu. Để cho Thấm nói đi. Nè, cái gì cái cũng như là chị Huệ. Dạ. Thì nghe tin là tác giả đã có tác giả rồi. Thì chị Huệ cảm xúc lúc này như thế nào chị Huệ? Em cũng mừng vui lắm á. Dạ, mừng vui ha. Dạ. Phẩm gầy thì anh Dũng nhiều người hiểu lầm là ai cũng nói là anh Dũng hết. Dạ. Rồi chị buồn dữ không? Buồn không luôn á. Vậy hả? Dạ. Rồi hôm nay là nghe cái tin là như vậy rồi chị như thế nào? Chị có thể chia sẻ cảm xúc lúc này của chị không? Thì nó Ninh đó là đổi Ninh lại Ninh nổi tôi đi nói sao tôi sao đổi nó rồi nó không nói là tôi bắt nó. Ờ vậy là bây giờ là phải nói Sang là xuống đây ha. Dạ. Rồi Sang còn phải có điều kiện gì không? Thì nó lấy nổi tôi đó rồi nó nổi nó làm mình cho nó anh nó nghe được bên đó nó thấy rồi ông xui bà xui lại đây rồi cũng nói phải quấy được ha. Ừ. Lại có cần vịt gà gì không? Thì nó nói là nó nhiều một con cặp vịt nó bông đó mà không biết có không mình nói thôi. Ừ. Nói vậy đó. Tính ra vợ chồng anh Dũng dễ quá ha, chỉ cần là nói phải quấy là được. Nó làm lỗi thì nó phải nó xin lỗi cho tôi với anh làm luôn chứ nó không có nè. Có trên cái mạng của anh có là nó xin lỗi đi rồi cái nó làm lỗi thì nó phải xin nè. Thì em thông báo với chị á là những cái đoạn clip mà anh em của chúng tôi đăng tải lên á thì cũng đã tìm ra được sự thật về cái tác giả của câu chuyện này. Thì để giải cái nỗi oan của anh Dũng trong những ngày trước giờ mà ảnh mất ăn mất ngủ. Thứ hai nữa đó là để giải được cái lòng mà mong mỏi của chị để biết rằng chồng mình là người trong sạch. Bên cạnh đó là gia đình chị, cha mẹ, anh chị em đồ sẽ có cái suy nghĩ là tốt đẹp về anh Dũng nhiều hơn. Thì hôm nay chính anh em chúng tôi đã những người đã từng âm thầm đi tìm những cái nhân vật đó để tìm được cái sự thật. Thì hôm nay là công bố với chị là Sang là tất nhiên là cái con trai của chị là con nuôi đó. Là con ruột của Nhí, là vợ thứ hai của anh Dũng trước đây. Là cái người đó là làm ra chuyện này, chính là tác giả. Thì chị thấy như thế nào? Thì nó làm lỡ thì đâu phải xin lỗi nói sao tôi nghe được cái thì em đồng ý. Còn nó mà nó trốn tránh là nó không được. Không, bây giờ á tụi em đã thông qua cái câu chuyện đó rồi, đã gặp gỡ là mẹ của Sang tức là Nhí, rồi anh Toàn là cha ruột của Sang cũng đã gặp gỡ rồi, và hai người đã cũng gặp nhau, cha mẹ đã gặp nhau rồi, rồi cuối cùng á là đến bà ngoại ông ngoại. Thì tiếp theo cái câu chuyện đó thì để cho cái anh em trong nhóm mỗi người có một ý kiến để cho chị hiểu hơn ha. Mời Tiến. Dạ, với một lần nữa là em Sang á chị, là nếu mà em Sang không có ý định mà ở rể á thì em Sang rước cái gì thấm về chổng chị có đồng ý hay không? Không, con nuôi ổng không mà cháu là nuôi tôi không cho rước nhiều. Tại vì nếu mà Sang là cái người mà đã đứng ra chịu cái trách nhiệm về cái tác phẩm này rồi á thì Sang muốn rước với hai mẹ con về chổng để chăm sóc cho nó tiện hơn á chị. Không. Rồi, không chị nghĩ sao? Không. Không cho ai hướng con luôn chứ, không cho đứa cháu luôn chứ. Rồi ra ở ghế được không? Không luôn. Tôi cho nó, tôi nói em, mình nói là tao cho mày luôn. Ba tao để đây nó nếm, không con đâu, cháu đâu, không nếm luôn luôn. Cho mày đó, cho mày đọt, tao đọt cho mày đó. Thấm vậy theo chồng về em Thấm. Không luôn hả Thấm? Nhưng mà giờ chồng muốn ở lại để đi làm, để lo cho con được không chị Quen? Không cho cơ hội luôn hả? Ý là ra xin lỗi rồi á, cho nó xin lỗi cho mày, nó tha lỗi cho mày đó. Nhưng mà mày tới đây mày không có tới được nhà tao nữa, không có làm con tao, không làm cháu tao luôn. Rồi nín được mà không có làm lâu luôn. Gì mà tới nông nỗi này? Cho mày nuôi luôn, không cho mày nói nết luôn nhà tao nữa.
À, không phải là không thăm, chắc là do không giờ lâu quá rồi Sang nó mới hay đây rồi nó mới biết thôi, chứ đó giờ nó chưa có biết là có cái đó. Nó khai ra nó nói là ở với con tôi rồi đó. Thì nó mới đây thôi. Nó vẫn chơi ba lần mới đó. Vui vẻ có ba lần à. Vẫn chơi thôi. Bây giờ Sang muốn với chị Nhí là muốn ra giáp mặt với bên đàn gái nè để xin lỗi năn nỉ cũng như là để gặp mặt Thắm nè, để coi Thắm bà tính làm sao. Rồi chị có đồng ý không? Lỗi ra rồi nó mà con nuôi nuôi nha, cá nuôi nuôi cho bắt cá giá thôi. À, để xin lỗi thì là đồng ý rồi ha. Xin lỗi là đồng ý đó phải không? Ừ, bằng cá là con nuôi không ăn rồi không phải bắt nữa. Không, ý là Sang muốn qua ở ghẻ á. Không nhận luôn. Rồi. Không chứa ai đến chân. Không cho ở đây luôn hả? Không. Bây giờ không chứa ai đến chân, con tôi có con có giá tôi rồi. Không nghĩ là vui rồi. Tôi làm nè, nên tôi nói hả, tôi nghèo cái mấy, tôi cũng nuôi cháu nuôi con cho anh, hiểu không? Nghèo cái mấy nhiều nuôi cho á, anh nói vậy anh lấy. Khóc nữa rồi, trời ơi, nó tôi. Bây giờ con nuôi gì nè, nó hại con nuôi gì nè, nó khổ. Nhà nhà ăn không được, ngủ không được. Nuôi đó. Nuôi gì, sao tôi nuôi nổi? Thì bây giờ là chị cũng như là Thắm thì cũng có em bé rồi, thì anh Dũng cũng ngày lớn tuổi rồi. Đó, nếu mà được á, thì Sang ra mà nói phải trái với chị rồi á, thì cũng thể là nhận Sang ở lại ở đây là làm phụ nuôi con của Sang cũng như là cháu của chị luôn. Không, tôi không nhớ đó. Chớ, nhất quyết là không chớ luôn nhé. Không, bao giờ tôi nhớ. Nhưng mà giờ... Anh nói mà ngọt ngon bây giờ, bây giờ nỉ tôi nhận tôi không nhớ luôn đó. Rồi bây giờ nguyên gia đình bên kia qua năn nỉ luôn rồi sao? Năn nỉ là tôi nói là nhất quyết. Năn nỉ tôi bỏ là đa đội nó rồi, nhìn tới đây nó không đến bao giờ nữa. Không có năm luôn không? Không lâm ngon tôi mà không giá tôi luôn. Không cho thăm luôn hả? Không luôn, tôi nói lại ra nè. Nếu mà tôi có nói nhiều lời á, mất cái đường. Không. Rồi tôi em hiểu rồi, tôi em hiểu chị muốn nói gì. Nhưng mà chị nên bình tĩnh lại. Tại vì á cũng cho dù á thế nào đi nữa cũng là con của Sang, đúng không? Con Sang mà không sao mà giá tôi. Dạ đúng rồi. Giá mũ của tôi. Quá trời. Giá mũ của tôi, con buồn của tôi. Nhưng mà là giờ lỡ Thắm đồng ý rồi chị tính sao? Không cho luôn. Gì kỳ vậy? Thắm ơi, Thắm đồng ý cho Sang ở đây lo con Thắm. Đó kìa. Ờ, kìa Thắm chịu kìa. Mày ở đó mày đang đi đâu? Tao nói thằng với mày á, mày con tao nhất là mày mong mà Thắm nói mày không mày lại đâu đâu. Để cho Thắm nói đi. Nè, cái gì cái mình không có sắp đặt con quá được. Tại vì con nó thương một người nào đó. Thì có một cái lựa chọn hạnh phúc của riêng của một người đó chị. Đúng rồi. Không, người đó không, bây giờ không mà. Em ví dụ cho chị nghe. Ví dụ như bây giờ mà chị thương anh Dũng, đúng không? Mà mẹ chị á muốn bắt chị về ở nhà với mẹ chị chịu không? Không. Đó. Mẹ, tôi không vậy mà giờ tôi có chồng mới riêng rồi tôi có ở chung với mẹ đâu nữa. Thì đó. Cái chỗ em nói là cái nhà chăm sóc với nhau. Đúng rồi, tôi hỏi nào mà nhớ tôi không có làm mãi như vậy. Từ từ nào bây giờ hỏi Thắm một cái đi cho Thắm ơi. Thắm bây giờ cho Sang bây giờ ra ở ra đây không? Cho Thắm có được. Chứ giờ chị đừng ấy. Cho ở được phụ nuôi không? Cho ở phụ nuôi không Thắm? Sang á cho ở không? Thắm quyết định này sao? Có nghĩa là Sang á, Sang muốn ra đây ở chung với Thắm để mà mần lo cho Thắm cũng như là lo cho con của Sang. Đó, rồi Thắm chịu không? Chịu không? Đó, chị thấy chưa chị? Là không ông qua đồng ý rồi đó. Đồng ý không chị? Rồi anh Dũng sao? Anh Dũng rồi. Dạ đó, cái nói ra thì cái việc đó là ông vợ vợ tôi. Có như vậy. Nhưng mà giờ thấy là chị Thắm nhưng mà Thắm quyết định đi, tại vì Thắm là nhân vật chính mà. Giờ tôi đâu dám. Anh không có cần liên can vô. Tại vì cái đó là cái hạnh phúc của Thắm. Đó, được quyền lựa chọn. Anh muốn hạnh phúc mà tôi không chứa thằng Thang nữa. Tôi không chứa nữa. Mà giờ có sao thì nó có làm gì rồi tôi nhận tội vậy, chịu tội vậy. Đâu có gì chịu tội chị. Không phải nó cũng lạ anh chơi. Tôi nói anh cái nữa, ha, cho anh cũng quyết lòng, tôi nói cho anh hiểu luôn. Nếu nở có bầu nữa thì ai đâu nuôi, nuôi sao nổi. Thì vợ của anh ta thì anh ta phải lo. Nó nghèo đấy gì nó ra cho con tôi hỏi. Chấp nhận rồi thì nó có quyền chứ. Thắm quyết định là cho Sang lại không? Đó, quyết định là gạ. Đồng ý đó. Giờ con là con nói lớn lên đi, con đồng ý đi. Con đồng ý ở với anh Sang không? Đó, muốn cho anh Sang làm chồng không? Đó, đồng ý rồi sao? Mẹ nói chuyện mẹ nuôi thì tôi không nuôi đó. Nhưng mà chị à, nhiều khi á, cái hạnh phúc của mỗi một người nó có một cái hạnh phúc riêng. Đó. Mà bây giờ tôi không dưới nó nữa.
không nhớ là Sang nữa. Không nhớ nó nữa. Là tôi già dạ, vậy đi. Không nhớ ai đến giờ nữa. Tôi nghèo mà gà không có ăn nuôi gì. Hay mà mẹ cho tôi nói. Về nó cũng đi làm mà chị, đâu phải là nó về nó ăn không đâu. Nó không có làm gì nữa nữa. Để nhà nó mấy nay nó có làm gì đâu đâu. Đi làm chứ. Vậy là kêu nó đi làm. Bán giấy số hay làm gì đó. Cho nó đi làm chứ, tôi cho nó không được. Do chị đang giận Sang là giờ giận giờ có đem mời qua thăm gì vợ hết. Mình bây giờ là bây giờ chắc có lẽ là chị Huệ đang giận Sang thôi chứ Sang thật chất rồi qua cái là hết liền à. Dù sao cũng mở tôi nói bây giờ tôi nói anh nói anh sao đang nghĩ gửi nào tôi không nhận nhận cho tôi rút cháu luôn rồi cái này em nói cái này là nó cũng thực tế lắm nè. Không nói luôn, tôi nói thật luôn. À chị năm nay cũng đã năm ngoài rồi đúng không chị? Bốn mấy hả? Thì chị nghĩ đi, bây giờ chị bốn mấy rồi, chị ở với Thấm được bao lâu thời gian nữa? Bây giờ tôi ở như là ở sao có gì ăn ở đấy sống như cái đó mình bề mình có bây giờ chị cũng đang băn khoăn cái vấn đề là sợ Sang về rồi thêm miệng ăn nữa. Không ăn. Sợ Sang nó mới làm á chứ. Đó cho nên là Sang về đây có thể là chăm sóc cho Thấm nè, lo cho con. Nhà nó có mặn như ra cơm mặn bạc nào. Lúc đó chưa có vợ mà chị, bây giờ có vợ của con rồi. Có vợ cũng vậy nữa, lấy nước mặn hơi ngoài rồi không được rồi. Giờ có vợ con nó phải biết lo chứ. Phải cho nó ở một thời gian. Con mời rồi, không được rồi đó. Con mời rồi đó. Cho nó ở một thời gian rồi nó coi nó làm sao không được mới đuổi đi chứ. Tự nhiên bây giờ tách vợ chồng ra sao được. Không. Vợ chồng không? Sao không. Tách ra được vậy được? Tôi nói là biết nhất một biết một là không, không. Tỉnh rồi. Chứ em mà ví dụ như mà em mà thương vợ em mà chị không cho em ấy là em phải dẫn vợ em đi đó là... chị không có kiếm gặp được con gái anh, luôn đó anh hiểu không? Tôi khác không giống được nhau, tôi là nhất định là một rồi hai ai nói lại là vậy. Chị Huệ là đã kiên quyết rồi, trong cũng giận mà con cân giận thì cái gì cũng phải từ từ chỉ hiểu lại thôi. Quan trọng là Sang phải chứng minh được là rễ phải theo em biết là cái nỗi buồn của chị là chất chứa này là cũng rất là lâu rồi đúng không? Khi mà nghe tin con mình đã mang vậy đó ha, thì chị cũng buồn lắm đúng không? Chứ không biết cái người đó là tác giả là ai. Và tới khi biết được thì chị quá nóng giận cho nên chị nói vậy thôi. Chứ là máu chảy ruột mềm mà. Thế thấy con mình đó, không lẽ giờ là nó thấy Sang lại rồi nó thương nhớ Sang rồi nó muốn Sang nó lại nựng con, không lẽ chị không cho? Không cho luôn, tôi nói đi hả nè anh nha. Nếu mà con vợ Dũng mà nói anh như rồi á. Thôi hiểu. Tôi ăn vô, anh hiểu tôi ăn vô. Hiểu ý chị, hiểu ý chị. Sao Thấm? Thấm năn nỉ mẹ đi. Thấm năn nỉ mẹ cho mẹ cho Sang về ở chung đi. Để mẹ giận quá trời kìa. Nói một tiếng nào đi Thấm. Phải nói đi Thấm. Giờ là quyết định của Thấm á. Thấm đâu nghe mẹ nói thằng cô tí ra có nói em là tôi nóng lắm nè. Tôi là biết. Tôi giận tôi bớt. Trời ơi, im nghe rồi. Đính là Minh luôn. Uống miếng nước đi cho nguội nè. Này phải dẫn Sang ra mới được. Chứ chị nghĩ đi, là mấy tháng qua thì cái sự mà tai tiếng mà cha dượng với con gái của vợ thì cái này á thì tôi nghiệp anh Dũng dữ lắm rồi. Nghiệp Dũng lắm rồi. Đó, cho nên bây giờ á đã tìm được cái tác giả này rồi. Cái người mà tạo ra cái sự mà nghi ngờ đối với anh Dũng mấy tháng nay á thì giờ chị nghĩ đi. Là chị cũng đỡ lo nè. Dạ, mong anh điện tôi nhập 2 phút nè. Nghe nói là nóng lắm. Trời nói mà nóng luôn á. Tôi đi làm Minh. Mà em hỏi thiệt nè, chị thương Thấm không? Tôi thương Thấm con tôi chứ anh thằng đi đúng không? Mà chị có tôn trọng con gái mình có sự lựa chọn đối với một người nào đó không? Không. Sao kỳ vậy? Không có lựa nào nha. Ví dụ bây giờ chị thương Thấm mà Thấm có thương một cái anh nào đó thì Thấm có quyền lựa chọn một cái tình yêu của mình. Thấm tôi bây giờ nó khờ dại, nó không biết gì chân chết, nó phải nó không phải con người ta, nó không có bị gì. Chị quê, cái áo hôm nãy là đó rồi cũng phải là cho Thấm tìm một cái tình thương hay là một cái tình yêu của một người thanh niên nào đó. Tôi và tôi nói ai nè, tôi nghèo gỗ không gạo người ta cho tôi rồi thêm một mồi mình mua 3-4 miệng ăn còn một người mẹ ăn nữa rồi sao tôi không có tình nó nói nổi nè thì mua ăn chứ gì chứ á. Nếu mà giờ Sang mà về phải chứng minh đi làm được thì chị Huệ chấp nhận, có tiền mới chấp nhận chứ giờ chị lo là thêm một người nữa là không có ăn á. Đúng không chị Huệ? Em nói đúng không? Được thì đến nhầm được rồi, giờ bạn đó là tôi không nhớ đó. Lo lắng là sợ thêm người nữa không có ăn thôi. Bây giờ nó tới thăm thôi, nó không ở, được không? Thăm đi về. Thăm đi về thì thăm mình đi về chứ không ở. Đúng rồi. Bây giờ nó nói Hà Nội nói, bây giờ mình để thăm non đau đi. Nó không thăm nghe, nếu mấy nước ngoài thì nó không thăm nặng nha, không thăm nặng ngoài. Ví dụ thăm là thứ 3, 5, 7, 2, 4, 6 rồi mình đem bánh trái rồi cho lại ăn cũng được nha.
lâu lâu mới lặn với ai lại hoài. Bây giờ này nó không ở nhà tôi nha. Không ở. Thí dụ lại hai đứa gặp nhau ăn đi được ha, đâu ăn đâu. Lâu lâu hai vợ chồng lại nói chuyện nhau cũng được ha. Coi bộ bên đàn gái cũng hơi căng ha. Đàn gái này căng quá. Đàn trai phải xuống nước xin lỗi mới được. Nói chung mấy ngày nay bức xúc quá trời mà. Nói chung là mấy bữa nay là chị Huệ là anh Dũng là bị đàm tiếu quá, chị Huệ bức rất là mấy đứa ấm không? Mình đây đứa ấm dơm nè. Xuống ký luôn hả? Nè, đây đứa ấm dơm nè, đeo luôn nè. Mấy đây. Thấy rồi quá trời. Mất hàng. Đó. Anh ấy thì tôi nói không bao giờ tôi nói dối. Có gì tôi nói sao nói vậy? Đó. Không bao giờ mà nói. Không phải mà tôi nói mà tôi mà khóc lóc mà năn nỉ mấy anh này tôi. Nó nói chung buồn khóc rồi nó giống vậy đó. Chứ mấy mà năn nỉ mà nó tiền tôi khóc lóc mà em tiền cho anh này tôi. Mấy hành anh giúp cho tôi. Bây giờ hỏi Thắm nè, chồng tính tin gì Thắm? Nhớ không? Đó. Nó nhớ tên luôn chứ bộ. Sao bữa hổm mấy anh hỏi chị không trả lời. Hả? Sao bữa hổm mấy anh hỏi không chịu trả lời? Không biết luôn kìa. Sáng. Anh biết luôn đó, biết sao luôn đó mà tại gì. Hay là giấu, có giấu không? Chị biết luôn phải không? Ừ. Đó nha, chị cũng giấu luôn và mới nói luôn. Rồi sao mấy em hỏi là chị không chịu trả lời tụi em biết sớm. Trời ơi, tôi nghe nó không biết có nào tôi không biết gì đâu. Mất ghế mất hồn không biết nói gì hết trơn. Hết hồn mất ghế rồi. Nhưng bữa nay là không có để nói gì hết trơn. Bởi vì chị làm tụi em cũng gối não theo chị luôn. Chứ không biết nói gì giờ. Nghe nói gì là hết hồn mất ghế, không biết nói gì. Phải mà chị nói sớm thì tụi em có thể là tìm ra sớm rồi. Tôi nghe có ai gì tôi hết hồn mất ghế. Trong hôm là Sang nó cũng nói là ăn năn rồi. Nó cũng nói là để giờ ra xin lỗi ba mẹ vợ rồi sẽ hứa là đi làm ăn để nuôi vợ con nói rồi đó. Không giỡn nó mà không giỡn lòng đó. Không ý là nói vậy đó, lo làm ăn chí thú làm ăn rồi không đi chơi bời nữa vợ. Rồi giờ là tí xíu là Sang lại xin lỗi chị xin lỗi là đổi đấy chứ anh ta nói gì mà tha lỗi cho mày đó. Rồi lâu bảy năm cha lại năm cháu mày con vợ mình thân xăm mà mày đi chứ không phải mình nhà đâu. Thì từ từ đi mẹ con nhau không à. Mình phải có hướng giải quyết riêng mà. Lúc này mình đang nóng giận mà kìm dạ, lại. Kìm nha. Kìm lại mới được. Cây, rồi bây giờ xuống đây cho cô bác rồi nè nọ người ta biết để thôi giải quan cho anh Dũng. Không ngày ấy, người đang nghe chồng không đó. Tôi nói nha, nếu mà chồng tôi ở thì bỏ không Dũng đã đùa. Thôi. Mấy nay rồi. Được rồi, biết tụi em hiểu. Đó. Chứ không phải để tôi mới đây đâu. À. Hay quá trời luôn. Tôi nói nha, mấy thằng em không nghe hỏi chứ thì chân chồng nhau. Chồng cái xưa thấm nó gì được. Khoan, cho em hỏi chị Thấm cái thôi. Chị Thấm, tới ngày mà chị đi sanh em bé á, rồi chị muốn sang ra chăm con với chị không? Muốn không? Đó, chị thấy không? Ta rất là thương chồng á. Mấy bữa nay có nhớ ảnh không? Nhớ không? Nhớ anh Sang không? Lắm rồi. Lâu lâu rồi mới ra chưa gặp Thấm. Nói lâu lắm á. Lâu lắm rồi. Lâu lắm không gặp hả? Nhớ nhiều không? Nếu nhớ nhiều gật đầu cái ơi. Đó, không chị. Bây giờ nếu mà dẫn anh Sang ra thì chịu không? Anh Sang ra xin lỗi ba mẹ nè. Chịu không? Chịu ha. Chịu rồi kìa. Để cho xin lỗi rồi đi. Cho ba mẹ bớt giận. Có gì thì năn nỉ mẹ đi, nói với mẹ đi. Kêu mẹ đừng có giận nữa. Tính nói với mẹ coi. Ôm mẹ coi, ôm mẹ coi. Ôm mẹ coi. Thưa mẹ ơi. Thắm qua ôm mẹ coi mà Thắm. Ôm mẹ cái đi cho mẹ. Ôm mẹ cái coi cho mẹ mắc bụng đi. Kêu mẹ đừng có giận nữa. Đừng giận anh Sang nữa. Cho anh Sang về lo cho con với con của con. Đâu ôm mẹ coi Thắm. Không chịu. Thấy không? Chị nãy giờ chị phản đối làm Thắm buồn theo rồi đó. Giận chị nữa đó. Buồn muốn khóc luôn rồi kìa. Thì ở đây là ai cũng biết là cái tình mẹ nó rất là thiêng liêng. Cho nên nó không ai mà muốn con mình đi xa mình cả. Nó cũng như là Thắm cũng vậy. Đó, ví dụ như giờ chị thương Thắm bao nhiêu. Bây giờ Sang á, Thắm mà thương Sang á, thì Thắm cũng muốn ở gần Sang. Đó, cho nên chị mà bắt người ở lại đây á, thì tội nghiệp cho bên kia. Người ta không có vợ con, người con cái người ta nữa. Tôi nói với anh là tôi không có chứa nữa, tôi không có chứa nữa. Tôi nuôi cháu tôi thôi, với con tôi thôi. Không có chứa mày nào, không chứa ăn mặc nào hết. Tôi chứa nè, có mày gì tôi chịu trách nhiệm nè. Nhưng mà bây giờ Sang cũng như là có em bé rồi thì Sang cũng phải biết suy nghĩ hơn rồi sao chị? Về chăm lo cho con cái rồi sao?
lo làm ăn là sao? Không chồng nó lo, để cá tôi lo được. Không chồng nó lo cho tôi. Con tôi rồi đó tôi lo, nó tôi cha lo. Hôm nay là giá tôi cũng nổi sao? Không cần ai nhau đó, mà nó tôi lo cho con được rồi. Không cần ai chứ. Thôi kệ vấn đề đó, giờ chị cho em hỏi cái này nha. Rồi, nhau rồi cũng như là mấy bữa nay á, có ai nói ra nó vô gì nữa không? Ba đồn không ngại nữa đó. Còn đồn nữa hả? Rồi giờ á, Sang với Thắm thì cũng có tội gì đâu, cũng chỉ có em bé thôi mà. Bây giờ tôi nói là bên anh Mỹ, bây giờ tôi bao nhiêu con trước rồi sao? Anh nói bao nhiêu lần đó, vậy tôi không chứa. Sang cũng chưa có lỗi làm gì với chị mà. Lỗi mà tôi giờ không chứa, mà không chứa. Ta nói cái câu này à, là ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên con. Thôi giờ là bỏ chính là 10 đi, cho nó ra thăm lơm rồi tới lui thăm viếng á. Để cho nó thăm lơm mày nói luôn thăm lơm mà nó không ở nhà tôi. Ờ sao cho ở? Không ở trên nhà tôi được, ở nhà chứ. Mày thăm thì mày đi. Chứ không ai cho. Không ai cho mày thăm. Mà mấy mày thăm mày á, phải mày lấy cái này là mẹ ơi tôi lỡ mình làm ở nhưng mà nhưng thăm đi. Nói tôi tôi mất rồi. Còn cái này nó ở lén luôn. Tại vì cũng sợ chị á. Ờ. Sợ gì tôi có ở nhà đâu mà sợ tôi. Bữa nay mặn muối ăn, mặn muối nữa nè. Hỏi chị nè, bữa đó là ngày đó chị không có nhà phải không? Ai ở nhà, tôi mặn muối ai? Đó là đi làm mướn, à. Thắm ở nhà. À. Rồi đó hai đứa vui vẻ luôn. Ủa thì sao mà đi tới 3 ngày liên tục chứ hả? Một 3 ngày đâu, nó ở trong nhà một đêm, rồi nó qua Quang Đình, rồi nó ở trong nhà, rồi nó ở Quang Đình. Vậy mà hôm bữa hai vợ chồng lên nói thấy gì bên kia thằng kia rồi ba mấy tuổi lùm lum la hết. Thằng này nè nó không mà dính mà. Thôi chạy đi cái bây giờ. Bây giờ mình đã tìm ra được cái người mà tác giả đối với Thắm rồi thì những người khác là mình không có còn quan tâm. Tại vì Sang cũng đã nhận rồi. Mà em nói ở đây đó, chị không cho Sang ở với Thắm ở đây á thì hai vợ chồng Thắm với Sang sẽ qua giúp cầu bên kia. Đó. Thiệt á. Nè, em nói bởi chị nhánh. Chị không cho thì mất được. Qua anh kia đối diện luôn đó nha. Đó. Bởi chị nhánh cầm cầu cho mấy con chị nhánh. Kia đó. Là chị nhánh ngân hàng là mở chị nhánh cầm cầu. Trên kia cũng có mà vô cầm cầu thì trên kia nữa là xa luôn á. Ờ muốn gặp cháu thăm cháu là cũng ấy lắm á, đi xa lắm á nghe. Chịu không? Thắm mà còn thương chị á là ở gầm cầu phía đối diện bên đây. Đó mà chị làm quá Thắm với Sang mà giận lên là hai vợ chồng sẽ nắm tay lên gầm cầu bên kia nữa. Nghe Thắm chứ thôi, Thắm có chịu theo chồng không? Đó. Chịu không? Gật đầu cái thôi. Đó. Bây giờ mà nếu chị không nhận con rể là sẽ Thắm sẽ về bên ở làm dâu bên bản luôn, tại bên dâu anh ta đòi rước qua bản á. Chị tính sao tính? Người ba chấp nhận dâu á. Ngày qua đi rước tôi đồng tôi cũng mẹ nhầm chồng. À cho thầy. Không biết có không á, chết đi. Trời ơi, cái gì căng thế rồi. Sao mày la dưới gì vậy? Ở đây lên, buồn cầu không lên, mày lên đó dạ. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Rồi, quay nói lại nè. Đó, giờ nói chung thì kệ đi, giờ hai đứa nó ấy cho nó lo cho nhau. Chứ chị cần cản đâu có được, tình cảm mà. Không, nó không là không. Dù gì á, là suy sinh gia cũng phải có biết cha chứ chị. Con gửi này nhảy ra nó không chứ. Con gửi này mất cha rồi có mẹ coi. Thôi vậy sao được. Không, nó không. Hoặc là không. Chịu Thắm. Thắm nó chịu, tôi không chịu. Không làm ý. Đây đặt cái trường hợp ví dụ không có cha thì sao mà chị. Phải tôi nói không. Bây giờ tôi hỏi nó con khác, bây giờ khác. Bây giờ mình phải chấp nhận chứ chị. Không, tôi nói đại như thế này. Đang bao nhiêu giờ tôi không nhớ là sao nữa đàn anh. Làm cái rồi. Thì ông làm gì ứng sầm lên mà chạy. Cho ảnh một tấm rồi chị. Cũng đã nấu hành cơm rồi đúng không chị? Thì cho ra luôn. Chị Huệ hôm nay là thấy hơi bị căng đó nha. Nóng giờ. Thấy căng rồi đó. Úng miếng nước suối vô đi. Bức xúc mấy tháng trời mà bữa nay biết được. Bức xúc chứ sao bức xúc. Ừ. Chỉ thương chồng mà cuối cùng á là nhiều người quỳ gieo có tiếng quan cho ảnh. Chị bức xúc dữ lắm chứ. Chị kéo cái áo của Thắm lên. Kéo lên. Để một xung cọc đi. Rồi đó. Bây giờ nếu bao nhiêu nhận nghĩ tôi bây giờ tôi không chắc nhận thằng đó. Dạ
không tiếp nhận đó, mấy người tôi thấy ngoài tôi mới rồi đó, nhất là một là hai tôi không có nói. Rồi khi mà sinh ra nè, Thắm sinh con ra nè, rồi đứng theo họ ai? Tôi nói con cháu tôi nuôi được, tôi không chờ ai đâu hết trơn á. Nhưng mà cái họ kìa, họ là họ nên nạt mẹ mà mẹ đó. Không có họ ai chứ á. Uống sang họ gì ta? Hôm qua mình quên hỏi họ. Sang có tính đặt tên con là tên Giàu đó, chị tính làm sao? Tên Giàu á, chịu sang không? Sang Giàu. Sang Giàu đó. Sang Giàu đó, ngon ha. Sang Giàu đó chứ. Thấm sang, sang Giàu. Thấm quá sang giàu. Dở luôn. Thấm Giàu đó, thấm Giàu sang mới hay chứ. Thấm Giàu sang đó. Thấm Giàu sang đó. Cái tên Thanh Ngân là không chịu rồi đó. Ừ. Sao Thấm, sao không? Không chịu hả? Sang Giàu chịu không? Thấm Giàu sang. Thấm Giàu sang chịu không? Ồ, rồi. Rồi, vậy là tên Giàu nha. Tên Giàu đó. Chốt rồi đó. Chốt cái nào nhưng mà quan trọng chốt kẹo không? Thắm là mẹ cho mà. Cho Sang đi ra là Sang sẽ đi ra. Đúng không? Ừ. Đó.